Ok, xin chào các anh chị. Là ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sang bài tập ngày thứ 5 của âm T and D. Đối với bài tập ngày hôm nay thì chúng ta có một cái trò chơi, đó là trò chơi Whisper to You, có nghĩa là trò chơi thì thầm, đúng không ạ? Thì trò chơi này chúng ta có thể kết hợp, đó là cả gia đình chúng ta cùng chơi, cả bố mẹ con cái, rồi hoặc là mẹ với các con, hoặc là mẹ bố con, đó không? Chúng ta tốt nhất là nên có 3 người. Khi 3 người cùng tham gia cái trò chơi này thì chúng ta sẽ thấy dễ hơn. Thì ở đây mình sẽ có hai cấu trúc câu, đó là I need là tôi cần một cái gì đó, hoặc là give me là đưa cho tôi cái gì. Đấy thì chúng ta sẽ tập nói giọng thì thầm. Thì để nói giọng thì thầm đó thì chúng ta sẽ chơi trò để làm sao mà giống như tam sao thất bản ấy, đến người cuối cùng khi mà nghe được câu nói đấy phải chọn được đúng đồ. Đó, thì chúng ta có thể chọn rất là nhiều đồ dùng ra đây, và Cúc ở đây cũng có một số cái mẫu câu. Ví dụ như là I need a book, đúng không ạ? Tôi cần một một quyển sách. I need a pen. Tôi cần một cái bút. I need. Thì khi các bạn đọc ấy thì cái chữ need này có chữ chữ d này, và book thì chúng ta phải bật âm hơi chữ k, đúng không ạ? Thì khi đọc nhanh thông thường người ta sẽ đọc là I need the, đúng không ạ? Chữ d này, I need a book, I need a book. I need a pen, I need a pen. I need two pens, đúng không ạ? Two pens. Thì cái chữ s ở đây này nó sẽ được đọc giảm nhẹ thành chữ z ha. I need two pens. I need a cup. Là chúng ta sẽ thay đổi số ít và số nhiều nhé. Ở đây này, chúng ta thay đổi số ít số nhiều để cho các con phải tập thói quen nghe tinh tai, là chọn một cái hay chọn hai cái là phải chọn thật rõ ra ha. I need a cup, tôi cần một cái bút, à một cái cốc này. I need a cup of water, tức là tôi cần cần cốc nước. Thì cái từ này, a cup, bật chữ p này, of chữ f này, và war chữ o này, âm này chúng ta đọc là âm o, water, water, đúng không ạ? I need a cup of water, water, chữ o ạ. Tiếp tục này, I need two cups, à, two cups là hai chiếc cốc, two cups of water, đúng không ạ? Water là không đếm được thì chúng ta để là water thôi, còn cup là đếm được thì là a cup và two cups. Đó. I need a cup of tea là đây, chúng ta cần một cốc nước hay là một cốc trà, đã phân biệt rõ ra ha. Tiếp tục chúng ta cấu trúc câu give me a ruler, đưa cho tôi một cái thước. Give me a, đúng không ạ? Give me a, chữ ở này lúc này sẽ được giảm nhẹ rất là nhiều trong câu, nên chúng ta sẽ đọc rất đơn giản thôi. Give me a, đúng không ạ? Give me a ruler. Tiếp tục này, give me two rulers. Đấy thì có chữ s, lúc này chúng ta sẽ được đọc giảm nhẹ tương đương với chữ z á. Give me the rulers. Give me the phone, the phone tương đương với chữ F, đúng không ạ? Phone, một một số người Việt mình hay đọc phone, thì bây giờ mình cố gắng là thở gió ra cộng với lại N này. Phone, give me the phone. Give me the blanket. Lại chữ E bẹt này, blank, bẹt miệng ra một chút, blanket. Blanket âm y ngắn ạ, kit, kit. Đó. Give me the blanket. Give me the book. Give me the book, và give me the t-shirt, à t chữ sh này, shirt và chữ vần er, shirt cong lưỡi chữ r và chữ t. Give me the t-shirt, t-shirt đừng đọc là t-shirt nhá, chữ sh này mình phải đọc âm s dài, t-shirt. Đó thì ngày hôm nay chúng ta sẽ hy vọng, cũng hy vọng là buổi tối nay thì chúng ta sẽ có là khá là nhiều các cái trò chơi hay để chơi cùng với các con.